Đúng rồi đấy. Thầy Thương làm tốt lắm. Thầy làm toán này là nhá, anh Dương có nhìn thấy chưa? Đấy, đây là cách tính tổng nhá. 6 là số hạng thứ nhất này, x là số hạng thứ hai này, và đây là tổng này. Muốn tìm số hạng thứ hai, lấy tổng trừ đi số hạng thứ nhất là ra số hạng thứ hai, và số hạng thứ hai ở đây là x và này. Đấy nha, kết quả của bạn là đúng rồi đấy. Nào, bạn hai cái tính cuối nào. Nào, Dương đứng tại chỗ như thế nào? Muốn tìm số hạng thứ hai ta lấy 10 trừ đi 1, đúng không? Nào, 10 ở đây là tổng này, trừ đi số hạng thứ nhất ở đây là 1. Vậy x bằng bao nhiêu? 10 trừ 1 bằng mấy con? 10 à, đúng rồi, 10 trừ 1 bằng 9. Đấy, đây là kết quả có cái tính C nhá. À, xem cái tính D là Thương nào. Bây giờ là x bằng 6 trừ 3 bằng x bằng 3. Rồi, rồi, alo. Đấy, đây là bán tìm x nhá. Đây là cái này thì tên Dương bạn là Thương nhá, về nhà có làm bài, bài rất tốt. Dương về xem bạn nhá. Tiếp tục thầy sẽ xem bạn toán tiếp theo, đó là toán tìm tìm hình tam giác nhá. Có bao nhiêu hình tam giác nhá? Trên bảng thầy sẽ vẽ một hình rất đơn giản như này thôi. Thầy đố các em biết trong hình này có bao nhiêu hình tam giác. Nào, các em nhìn lên bảng nào. Có bao nhiêu hình tam giác hình không? Có bao nhiêu hình tam giác? Các em nhìn lên bảng, ngẫm nghĩ, suy nghĩ cho thầy nhá. Có bao nhiêu hình tam giác? Thank you.